Diệp Bô Sưu Tầm. Xin chào cả nhà. Nay đầu tuần chúc cả nhà có một tuần mới may mắn thuận lợi và bình an nha. Hôm nay em giới thiệu đến cả nhà một mẫu Diệp Bô 200 thờ kỷ niệm 200 năm đại bàng đầu trắng quốc điểu của Hoa Kỳ, đại diện cho sức mạnh của Hoa Kỳ nha. Cái dòng này dòng rơm HB số hiệu 68342. Nó ra rất là nhiều con và mỗi một con nó sẽ có một cái số khác nhau nha anh em. Dòng này trong tình trạng new hoàn hảo full box rơm HB nguyên tem đỏ, rất là đáng để anh em thêm vào cái bộ sưu tập của mình nha. Cây này em nhập về thì nó new hoàn hảo long lanh. Cái mặt trên thì nó khắc cạn, nó gạch sên xe cạn thôi, nhưng mà nó là zin chính hãng của Mỹ nha anh em. Kể cả trên cái hộp vẫn có cái số in ở trên cây Zippo luôn. Cây này được sản xuất 1994. Thì em xin phép giao lưu em này là 1800 1800. Bên em ship code toàn quốc, bảo hành trọn đời, bao xin tất cả các sản phẩm bán ra cho anh em yên tâm sử dụng và sưu tầm. Còn cái phần phía sau là cái phần hình ảnh em chụp rõ nét, em áp vào cho anh em xem kỹ hơn về em đó. Hộp giấy mạ bạc zin hãng, có gách một góc, nguyên zin theo máy luôn. Số thì số theo cái hộp, theo con Zippo. Còn ngoài ra thì bên em còn có nhận sửa chữa, thu gom, trao đổi và có cung cấp tất cả các linh kiện và Zippo cho anh em cần nha. Anh em có thể cho em xin một team, một follow để em lên được nhiều Zippo sưu tầm hơn, phục vụ anh em. Em chân thành cảm ơn anh em đã bỏ thời gian ra xem video của em à. Cảm ơn anh em rất nhiều. Một lần nữa em xin chúc anh em có một tuần mới may mắn, thuận lợi và bình an.